Em Khởi xin kính chào quý anh chị và quý khách hàng. Em Khởi xin chúc quý anh chị và quý khách hàng có một buổi chiều có những cái niềm vui nho nhỏ bên gia đình nho nhỏ của mình. Hôm nay thì em tiếp tục lên sóng giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2010. Động cơ máy là 1.1 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, mang biển thủ đô 30X6679, đuôi thần tài rất là đẹp. Xe thì là em này là em Getz phiên bản đủ số sàn, trang bị túi khí, màn hình cam lùi, sơn si chiếc xe thì rất là đẹp. Lốp láp còn rất là dày, thân vỏ máy móc cực kỳ là chất. Với mức giá bên em đang chào bán là 163 triệu đồng, 163 triệu đồng cho một em Hyundai Getz bản đủ sản xuất năm 2010. Sơn si rất là đẹp luôn này, lốp láp rất là dày, thân vỏ cực kỳ là chất, máy rất là đẹp. Với mức giá chỉ 163 triệu thôi. Về mưa chân kính tay hõm mở cửa được ốp lốc hết rồi. Quý anh chị và các bạn nào có nhu cầu hay là muốn tham khảo, quý anh chị và các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962 223 111, gặp trực tiếp em Khởi, hoặc quý anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết của chiếc xe cho quý anh chị và các bạn xem và tham khảo. Quý anh chị và các bạn rỗi rãi về mặt thời gian, quý anh chị và các bạn đến thẳng trực tiếp cửa hàng bên em đặt ngay cạnh trạm thu phí số 1 quốc lộ 5 địa phận Hưng Yên là quý anh chị và các bạn đã có mặt tại chợ xem tận mắt vô lăng lái thử xem có đúng là em xem có đúng như lời em giới thiệu và cam kết hay không. Chiếc xe thì bên em bán bao gồm phí rút hồ sơ, đã bao phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc rồi. Xe rất đẹp, rất chất luôn. Với mức giá 163 triệu thôi, chỉ có 163 triệu cho một em Getz phiên bản đục số sàn nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, trần 3D cũng màu da bò rất là đẹp, phiên bản hai đèn trần cực đẹp luôn, táp ly táp nước là còn rất là đẹp, xước sát rất là ít, 2010, một cái mẫu xe còn rất là đẹp như này với mức giá chỉ 163 triệu, rất đẹp, rất nhỏ gọn, đi lại rất là nhẹ nhàng thôi. Một mẫu xe nhỏ gọn, đi đường bé, đường hẹp, đường làng rất là dễ quay đầu để dành cho những quý anh chị các bạn mới tập lái, chị em mới tập lái đó, rất là gọn nhẹ. Xe thì rất là lạnh, được trang bị rất nhiều thứ rồi. Cái mẫu xe rất đẹp, được mệnh danh là cái mẫu xe lành nhất Việt Nam, đi cực kỳ là đầm chắc, thân vỏ thì đổi gầm bệ rất là chắc chắn, phụ tùng thay thế thì rất là nhiều, rất là dễ mua, mua rất là dễ thôi, gầm bệ rất là đẹp luôn, không có han gì mòn gì cả, chi phí sửa chữa rất là ít, mẫu xe rất đẹp luôn. Úi dồi ôi, cốp ạ, đẹp thế, cốp rất là đẹp luôn, rất sạch sẽ. Mẫu xe nhỏ gọn nhập khẩu, rất chất. Mẫu xe này, lâu lâu lại có con đẹp như này. Quý anh chị và các bạn xem video của em, quý anh chị và các bạn đăng ký kênh rồi, quý anh chị và các bạn cho em xin một like. Còn những quý anh chị và các bạn mới xem video của em lần đầu, quý anh chị và các bạn cho em xin một like và đăng ký kênh ủng hộ em. Mẫu xe rất đẹp đấy, Getz 2010, cột lốp đấy, lốp nắp còn khá là dày, tay hõm mở cửa, về mưa thì chân kính được úp lốc hết rồi, thẩm mỹ quan rất là đẹp, chống chảy xước rất là tốt, táp ly đã rất là đẹp luôn, keo chỉ đã, thân vỏ zin, máy móc chất, điều hòa mát lạnh, điều hòa rất là mát luôn, đóng mở cửa cực kỳ nhẹ nhàng. Ái chà, em này còn lên màn hình Android 10 inch rồi, màn hình Android 10 inch luôn, rất chất chơi, lên màn hình rất là đẹp, cực kỳ sắc nét, xem mấy em chân dài thôi hết ý luôn. Làm gì cả, đeo chỉ còn rất đẹp luôn, không có mất một phần nào cả. Bạc lè đây, ghế ra, tab lô, màn hình Android này rất đẹp, đóng mở rất là nhẹ nhàng. Với cái mẫu xe Getz sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ máy là 1.1
Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 4 lít đến 5 lít trên 100 cây số thôi, cực kỳ là tiết kiệm nguyên liệu rồi. Đi chỉ bằng còn một con SH thôi, mức tiêu hao nhiên liệu. Tiền thì cũng chỉ ngang ngang một em SH nhập thôi, còn rẻ hơn một em SH nhập. Cũng là ô tô đi cực kỳ đầm chắc luôn, mà lại có được nhập khẩu luôn, rất đẹp, rất chất, với mức giá 163 triệu đồng. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Getz sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, động cơ máy là 1.1, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 4 đến 5 lít trên 100 cây số. Rất đẹp luôn. Em Getz này là phiên bản đủ trang bị đèn gầm, rồi túi khí an toàn, lên màn hình Android 10 inch kết hợp với cả lùi rồi, cực kỳ sắc nét. Sơn xi thì còn rất là đẹp, không có một vết cháy xước nào cả. Quý anh chị và các bạn về không mất thêm một đồng nào để sửa sơn xi hay nội thất. Nội thất của chiếc xe còn khá là đẹp. Quý anh chị và các bạn muốn cái màu khác, màu đẹp hay là theo ý của mình thì quý anh chị và các bạn mới phải bọc lại ghế thôi. Còn ghế da vẫn sử dụng rất là tốt luôn. Khoang lái đã rất sạch sẽ luôn này. Vô lăng rất là đẹp. Vô lăng đấy ạ, rất đẹp luôn. Vô lăng rất là đẹp. Đè nhẹ cái lỗ luôn, viết mà lỗ êm thế. Màn hình đã rất đẹp luôn này, rất là sắc nét, kết hợp cam lùi rồi. Phiên bản này, em này là phiên bản hai đèn trần này, đèn trần sáng nguyên. Rất đẹp luôn, trần 3D, hai màu rất đẹp. Khoang xe thì rộng rãi sạch sẽ, rất là sạch. Còi trang bị còi ngân, đèn đóm xi nhan không cháy một chiếc nào cả. Gạt mưa đấy, phun như máy bơm Kama, gạt rất là sạch sẽ và nhẹ nhàng, không có một chút nào tiếng kêu, rất là êm. Và gương kính lên xuống đấy ạ, rất là êm ái luôn, không có một chút trễ lại, là cực kỳ nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng êm ái. Mẫu xe rất là đẹp, điều hòa này thì mát lạnh rồi, rất là mát, buốt hết cả tay. Mùa đông này đặt tay cửa gió phát cảm giác buốt lạnh như để trong tủ đá luôn. Một mẫu xe rất đẹp, nội thất ngoại thất cực kỳ ok. Còn bây giờ em mời quý anh chị và các bạn em đi cùng em đi kiểm tra luôn cái khoang máy luôn nhé, xem mà máy móc có chất không. Trên màn hình nhỏ của anh chị và các bạn là cái khoang máy của chiếc xe Hyundai Getz sản xuất năm 2010, động cơ máy là 1.1, được mang sơn xi màu bạc, mang biển kiểm soát thủ đô 30X6679, đuôi thần tài lớn rất đẹp luôn, với mức giá chỉ 163 triệu đồng cho một em Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc rồi. Khoang máy đã rất sạch sẽ và đẹp đẽ. Khoang máy rất sạch sẽ luôn. Lắp capo đã. Lắp capo nguyên bản. Điều chỉnh nguyên zin. Khoang máy thì rất là sạch sẽ. Máy hoạt động thì cực kỳ ổn định, không một chút rung lắc nào cả. Còn động cơ hoạt động rất là êm ái luôn, lỗ rất là êm, máy rất chất, máy khô ráo, không một chút chảy dầu nào cả, không có một chút chảy dầu ra, máy rất khô ráo, hoạt động cực kỳ ổn định luôn, máy lỗ rất là êm. Với mức giá 163 triệu đồng, các quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Getz sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, động cơ máy là 1.1. Quý anh chị và các bạn nào quan tâm, quý anh chị và các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0962 223 111, hoặc quý anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết của chiếc xe cho quý anh chị và các bạn xem và tham khảo. Quý anh chị và các bạn thu xếp công việc kéo qua chợ bên em đặt ngay cạnh trạm thu phí số 1 Hưng Yên, quốc lộ 5, là quý anh chị và các bạn đã có mặt tại chợ xem tận mắt ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em khởi giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em, nhưng quý anh chị và các bạn đăng ký kênh của em rồi thì quý anh chị và các bạn cho em khởi xin một like. Còn cũng những quý anh chị và các bạn mới xem video của em lần đầu, quý anh chị và các bạn cho em khởi xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ em, làm kênh của em lớn mạnh, lan tỏa đến nhiều quý anh chị và các bạn hơn. Đặc biệt để em được phục vụ nhiều hơn quý anh chị và các bạn, biết đâu một trong những mẫu xe mà đang sẵn có tại chợ bên em lại đúng cái mẫu xe mà quý anh chị và các bạn đang muốn tìm, lại đúng cái tầm tiền mà quý anh chị và các bạn đang muốn sở hữu cái mẫu xe đó. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ em suốt thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.